Tâm định lệ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh uyển tri, minh hạnh túc, thiền thệ, thế gian dạy. Vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin đảm bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những vọng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện mỗi loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hỗ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phá sanh. Gia đình một bức thầy giáo sao thiếu lành thầy, chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh. Kính bạch chư tâm đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay trong bộ kinh bài 116, kinh Thông Tiên Isigiri Sutta, sẽ do thượng tọa tề siêu giảng giải. Chúng con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi giảng nhập bài học. Thầy Nam Mô Bụt Thầy Giáo. Kính đại lễ chư Trung Đức, kính đại lễ chư Tòa Tự Siêu. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài kinh Thông Tiên. Học bài kinh số 116 ở trong trung bộ kinh. Đây là một bài kinh rất là khác với hầu hết những bài kinh còn lại ở trong trung bộ. Thưa quý vị, trong bài kinh này, một cách nào đó thể hiện được ba điều. Điều thứ nhất là bậc đạo sư của chúng ta, Đức Phật, Ngài có một cái thiên nhãn, chỉ dẫn minh và sinh tử minh vô cùng đặc biệt. Và Ngài có thể quan sát về quá khứ và thậm chí những nơi thời điểm rất là xa xôi, không phải của chính Ngài như là túc mạng minh, mà Ngài còn có thể quan sát được tất cả những hiện tượng giới trong về quá khứ. Và qua đó Ngài có thể kể lại cho chúng ta hôm nay những câu chuyện về chư Phật quá khứ. Ở trong trường hợp này là chư Phật độc giác. Điểm thứ hai, thưa quý vị, Đức Thế Tôn là bậc toàn giác, là bậc vô thường ở đời. Ngài thuộc về chư vị chánh đẳng chánh giác cao cả hơn tất cả chư Phật khác. Đó là trong ba hạng thì toàn giác cao hơn độc giác và thinh văn giác. Nhưng mà không có nghĩa là vì vậy mà Ngài không tán thán các vị độc giác và thinh văn giác. Người Phật tử ngày nay đôi khi có cái nhìn rất là hạn hẹp về điểm này. Chúng ta quan hệ vì này đã kích việc kia. Nhưng mà chúng ta thấy rằng Đức Phật Ngài dạy chúng ta nên có lòng kính tin, lễ bái tất cả chư Phật. Và bản thân của Ngài là vị toàn giác, nhưng mà Ngài vẫn nói lên lời tán thán lớn đối với các bậc giác ngộ, dù là độc giác hay thinh văn giác. Điều thứ ba, thưa quý vị, cũng qua bài kinh này cho chúng ta thấy một cái hình ảnh rất là đặc biệt của những vị gọi là độc giác, hay là những Phật Bích Chi. Bích Chi là âm từ chữ Bích Chê Cá.
Và sau cái bài giảng này thì chúng tôi sẽ có dịp nói thêm về sự khác biệt giữa chư vị, những quan niệm về duyên giác của Phật giáo Bắc truyền và quan niệm độc giác của Phật giáo Nam truyền. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta hãy lắng nghe phần chánh kinh. Chánh kinh hôm nay thật ra phần lớn nêu lên danh tánh của chư Phật độc giác và một số các địa danh. Thật ra quý vị cứ nghe, nhưng mà rồi tương đối mà nói thì cũng không có nhiều nghĩa lý để quý vị theo dõi. Nghe thì cứ nghe thôi. Bây giờ chúng tôi xin mời cô Lâm Dương Nguyệt trở lại để đọc cho chương trình hôm nay. Và sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh thư đoàn tự siêu giảng giải rộng đại ý nghĩa của bài kinh này. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Dạ, Sa Tiểu Lành Thầy, chúng con kính dân từng tòa giặc đẳng đã dạy nhập bài học. Bây giờ thì con xin đọc chánh kinh. Bài học hôm nay, Trung Bộ Kinh, bài 116, Kinh Thông Tiên, Isikli Sutta, phân đoạn 1064 đến 1067. Isikli là tên một ngọn núi trong rặng núi bao chung quanh thành Rajagaha, thành Vương Xá. Isikli có nghĩa là nuốt những bậc ẩn sĩ, nên bản chữ Hán dịch là thông tiên. Chữ thôn ở đây là nuốt trọng. Đức Thế Tôn đã kể lại nguyên do ngọn núi có tiên là Isikli vì từ thuở rất xa xưa, dân chúng ở đây từng nhìn thấy nhiều vị Phật độc giác đi vào rồi thì không thấy được nữa. Nhân dịp này, Đức Phật cũng nêu lên danh tánh của một số chư Phật độc giác và nói lên lời tán thán. Do câu Phật môn sau cùng của kinh này, nên tại Tích Lan, kinh Thông Tiên được trì tụng như một bài kinh cầu an. Phần động 1064, không phải tự nhiên mà Đức Phật đề cập đến tên các đỉnh núi. Miền Trung Ấn, châu thổ sông Hằng, không những có liên quan tới nhiều vị chánh đẳng giác trong quá khứ, mà còn là nơi từng xuất hiện chư vị Bích Chi Phật, tức là Bích Chi Ca Buddha. Địa danh Isigila bắt nguồn từ câu chuyện của các ngài. Như vậy tôi nghe, một thời, Thế Tôn trú tại Rajagaha, trên núi Isigili, tức là Thông Thiên. Ở đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, và Thế Tôn, các tỷ kheo ấy phân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Này các tỷ kheo, các ông có thấy núi Vepara, tức là phụ trọng này không? Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho núi Vepara này, một tên gọi khác. Này các tỷ kheo, các ông có thấy núi Pandava, tức là bạch thiện này không? Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho núi Pandava này, một tên gọi khác. Này các tỷ kheo, các ông có thấy núi Vepula, tức là Quảng Phổ này không? Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho núi Quên Bú Lá này, một tên gọi khác. Này các tỷ kheo, các ông có thấy núi Kuchha Kuta, tức là linh thú này không? Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây chỉ là một danh xưng khác cho núi Kuchha Kuta này, một tên gọi khác. Này các tỷ kheo, các ông có thấy núi Isigli, tức là thông tiên này không? Thưa có thấy, bạch Thế Tôn. Này các tỷ kheo, đây chỉ là một danh xưng của núi Isigli, một tên gọi khác. Thuở xưa, này các tỷ kheo, có 500 vị độc giác Phật sống trong một thời gian khá trong núi Isigli này. Những vị ấy được thấy đi vào trong ngọn núi này, nhưng khi đi vào rồi thì không được thấy nữa. Quần chúng thấy vậy nói như sau: ngọn núi này nuốt những ẩn sĩ ấy, Ime Isigilatiti, nên được danh xưng là Isigili. 1065, danh tánh những bậc đại sĩ độc giác Phật. Với Phật nhãn vô thượng, bậc đạo sư không chỉ biết rõ về danh tánh của những bậc đại sĩ thầm lặng, mà còn biết được cảnh giới đắc chứng của những vị đó. Này các tỷ kheo, ta sẽ kể tên các vị độc giác Phật. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết giảng tên các vị độc giác Phật. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa vâng, bạch Thế Tôn, các vị tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Arita, tức là A Lợi Xá, này các tỷ kheo,
là tên vị Phật độc giác đã trú lâu ngày trong núi Xí Lý này. Uparita, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Xí Lý này. Tagarasiki, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Xí Lý này. Yasasi, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Xí Lý này. Sudassana, Sudassana, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Xí Lý này. Vijayadasi, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Xí Lý này. Gandhara, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Xí Lý này. Vindola, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Xí Lý này. Upasapha, này các tỷ kheo, là tên vị Phật độc giác đã trú lâu ngày trong núi Xí Lý này. Nitha, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Xí Lý này. Tathā, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Xí Lý này. Sutawa, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Xí Lý này. Pāvitattā, này các tỷ kheo, là tên vị độc giác Phật đã trú lâu ngày trong núi Xí Lý này. 1066, tuyên danh và tán thán. Đức Phật toàn giác với trình độ tu tập và chứng ngộ cao hơn chư vị độc giác, nhưng không phải vì vậy mà không có lời tán thán. Chư hữu tình tinh hoa, không khổ không tham ái, riêng tự mình chứng đắc chánh đẳng giác vô thượng. Chư vị thượng thắng nhân vượt ngoài mũi tên bắn. Hãy lắng tai nghe kỹ, ta sẽ xướng danh hiệu. Arita, Uparita, Tagarisiki, Yasasi, Sudassan, Phật Vijayadasi, Gandhara, Vindola, Upasapha, Nitha, Tatha, Sutawa, Pavitata, Sumha, Subha, Metula, Atthama, Athasumegha, Anika, Suratha. Chư vị Phật độc giác, đoạn trừ nguồn tái sanh, Hingu và Hinga, Hingu và Hinga, chư vị đại quy lực, hai ẩn sĩ Chali, rồi đến Athaka, Đức Phật Kosala, tiếp đến Subahu, Ngài Upanemi, cả Ngài Nemi này, Ngài Santa Chitta, các Ngài bậc chân thực, sống như chân, đi trần, cũng là bậc hiền triết, Kala, Upakala, Vichitta, Chitta, Anga, Vanga, và Uttichitta. Bác sĩ, võ chấp thủ, căn rễ của khổ đau. Aparachita, đánh bại ma quân lực. Sattha, Bhavata, Sarabhanga, Lomashansa, Ucchanga, Maya, Asita, Anawasawa, Mano, Maya, đoạn trừ được nạn. Và Panduma, Tadathibhuta, vô cấu quế và kê tu mã kê tùm bát ra gạ và mắt tàn gạ ariya achuta achuta gama ya gama yamaka sumangala dapila subatitita asaisa asaiha khe mắt vi tắc rata và so rata Duranaya, Sanaha, rồi đến Uchaya, rồi đến ẩn sĩ Sayha, với căn đảm phi thường. Ananda, Nanda, Upananda, tất cả là 12. Bharatvaja, thọ trì thân cuối cùng. Bodhi, Mahanama, kể cả Bharatvaja, thượng thắng, có chóp tóc và đẹp trai. Tissa, Upatissa, Upasidari, đã đoạn hữu kiết sử, và Sidari, đã đoạn trừ tham ái. Đức Phật tên Mangala, với tham được đoạn trừ. Usapha, đã cắt lưới khổ căn. Upanita, vị chứng an tịnh đạo. Ubosatha, Sandara, Satchanama, Cheta, Chayanta, Paduma, Upala,
và Padumutta Rakhita và Vapata Manatha Dhatha Sophita Vitaraga và Đức Phật Kanha với tâm được giải thoát. 1067. Hãy đảnh lễ những bậc xứng đáng được lễ bái. Những giá trị lớn trong đời, dù đã chìm vào quên lãng của thời gian, nhưng khi được nhắc đến thì đem sự chân thành kính lễ. Sự đảnh lễ như vậy thật là lợi lạc. Những vị này, vị khác là những bậc độc giác, những bậc đại quy lực đã đoạn nguồn tái sanh. Hãy đảnh lễ chư vị đại ẩn sĩ vô lượng đã thắng mọi chiến trận, đã đạt bát niết bàn. Chánh kinh đến đây đã chấm dứt. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Đại Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học. Nam Mô Bích Thầy. Nam Mô Bích Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Chư Tôn Đức, thân chào tất cả quý tu nữ, Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về bài kinh 116 là bài kinh Thôn Tiên. Thực ra thì có những tên gọi là những danh từ riêng chúng ta nên để nguyên là hay hơn là chúng ta dịch. Cái tựa đề Thôn Tiên á, trong cái bản kinh chữ Hán tương đương, nên lấy là Thôn Tiên. Thôn có nghĩa là nuốt trọn, nuốt trọn cũng được và nuốt trọng cũng được. Guilty, động từ guilty có nghĩa là nuốt. Còn cái chữ tiên ở đây đó, chữ Hán họ xài cái chữ ý xí như là tiên, các cái ông tiên chẳng hạn, tiên nhân. Nhưng mà thực ra chữ ý xí trong tiếng Pali, ý xí có nghĩa là những cái vị ẩn sĩ. Ẩn sĩ ở đây là nói chung cho tất cả những vị nào mà họ sống ở nơi rừng núi để họ tu hành thì gọi là ý sĩ, ẩn sĩ hết. Ở đây nếu mà chúng ta dịch cho đúng thì chúng ta nói là núi Thôn Tiên hay là núi nuốt chửng các ẩn sĩ. Thì bài kinh này mục đích là Đức Phật Ngài muốn nêu lại danh tánh của các vị độc giác ở tại cái ngọn núi Ý Xí Lý. Trong một buổi chiều, Đức Thế Tôn từ hư thất bước ra, ở trên núi Vichakuta. Ngài ngồi trên chỗ ngồi được soạn sẵn, có các vị tỳ kheo vây quanh.
Đức Phật Ngài hỏi các tỳ kheo có thấy năm ngọn núi chung quanh đây không? Bạch Đức Thế Tôn, chúng con thấy núi đó nó có tên gọi là như vậy. Quy Phra, Bạch Đạo Quá, Quy Bồ La, Vết Chắc Cù Ta và Isigli. Năm ngọn núi này anh nằm bao bọc thành Rajaga, thành vương sáng. Và Đức Thế Tôn Ngài dừng lại ở cái ngọn núi Isigli và đã giải thích cho các tỳ kheo nghe vì sao cái ngọn núi này có tên là Isigli. Vì thời xưa này các tỳ kheo có 500 vị độc giác sống trong một thời gian khá dài trong núi Isigli này. Những vị ẩn sĩ ấy được thấy đi vào trong ngọn núi này, nhưng khi đi vào thời không thấy đi ra nữa. Quần chúng thấy vậy nói như sau: ngọn núi này những vị ẩn sĩ ấy Imbeisi si, ghi là tỳ tỳ nên danh xưng, nên ngọn núi này được danh xưng là Isigli. Chữ Gili là một biến từ của cái động từ Gilati, cho nên chữ Gili là một danh từ có nghĩa là cái sự nuốt chửng. Thì cái tên của ngọn núi đó được gắn liền với chư độc giác. Và Đức Phật Ngài nói rằng ta sẽ thuyết giảng tên của các độc giác, hãy lắng nghe và suy nghiệm. Ta sẽ nói rồi Đức Phật Ngài mới kể tên của các vị độc giác. Ở trong bài kinh này nó không có chi pháp nào để trình bày cho Phật tử chúng ta nghe, vì Đức Phật Ngài chỉ nói lên cái sự tích tại sao có cái tên ngọn núi Isigli mà thôi. Rồi Ngài kể tên danh tánh của các vị độc giác. Đã là như vậy thì chúng tôi sẽ trình bày một vài ý nghĩa nó có liên quan đến cái sự kiện về Đức Phật độc giác, để các Phật tử chúng ta nghe thưa quý vị, đối với những người Phật tử có học Phật pháp, học kinh điển Pali, thì cái danh từ A-la-hán, A-ra-hán chúng ta không lấy, không có lạ lùng gì với danh từ đó. Đa phần các vị ở Phật giáo Bắc truyền, Phật giáo Bắc tông
và các Phật tử bất tông vì không có đọc ở trong kinh điển Nguyên Thủy, mà chúng ta chỉ đọc kinh Hán Tạng do Tàu dịch. Khi mà nói đến A-la-hán, nói đến Đức Phật, nói đến Phật Bích Chi, họ không có phân biệt được. Rồi nào là Bồ Tát, có khi họ nhầm lẫn, họ tưởng đâu là Bồ Tát là một nhân vật có một cái hạnh tu khác với Đức Phật. Rồi thậm chí có người họ còn nghĩ rằng Bồ Tát lớn hơn A-la-hán. Họ cho rằng Bồ Tát ngang hàng với Phật Tổ, nhất là họ xem ở trong Tây Du Ký, họ thấy Bồ Tát Quán Thế Âm cũng giống như là đồng đẳng với Phật Tổ, hay là chỉ thấp hơn Phật Tổ một chút thôi. Nhưng mà xem như là giống như là quan đại thần diện của Phật Tổ vậy đó. Còn là Hán Thinh Văn đệ tử Đức Phật, những vị như Ngài Kassapa hay Ngài Ananda thì còn phải lại Bồ Tát Quán Thế Âm nữa, vân vân. Tất cả những cái luận thuyết đó, nó làm cho cái tri kiến của người Phật tử chúng ta hoang mang, hoặc là hiểu một cách mơ hồ, hoặc là hiểu một cách sai lạc. Cho nên sẵn dịp này của bài kinh, sẵn dịp của bài kinh Isigili, chúng tôi sẽ trình bày trình tự Đức Phật toàn giác như là Đức Phật Thích Ca đó, Phật độc giác như là 500 vị độc giác mà Đức Phật Ngài kể ra một số vị tiêu biểu ở trong bài kinh ngày hôm nay. Rồi các vị Thinh Văn giác như là các vị tỳ kheo A-la-hán, tôn giả Sa Lợi Phất, tôn giả Bồ Kỳ Liên, hay là tôn giả Anuruddha, tôn giả Pali, tôn giả Kacchana, tôn giả Revata, vân vân, là ba hạng. Ba hạng A-la-hán. Rồi Bồ-Tát là như thế nào? Thì chúng tôi sẽ trình bày cái ý nghĩa này để các Phật tử chúng ta hiểu. Các vị nên lưu ý, khi mà chúng ta nghe Pháp, chúng ta bỏ đi cái định kiến kinh điển này đúng, kinh điển kia sai, hay là cái hệ phái tôi đứng phái này, tôi không chấp nhận kinh điển của hệ phái khác, tôi vẫn. Nếu mà chúng ta còn có cái định kiến về hệ phái đó, về Nam truyền Bắc truyền, mà chúng ta, nếu chúng ta là Phật tử Bắc truyền đó,
mà chúng ta phủ nhận kinh điển Nam truyền, chúng ta nghe pháp thì mà còn cái định kiến đó là chúng ta sẽ không hiểu gì hết. Suốt cuộc đời của chúng ta cứ chấp nhận một cách là sai lạc như vậy. Cho nên khi chúng ta nghe, chúng ta phải dùng trí tuệ để chúng ta suy nghĩ. Chúng ta phải hệ thống lại cái quá trình tu tập và chứng ngộ đạo quả. Khi mà chúng ta hiểu ra rồi đó thì chúng ta thấy ồ, như vậy thì dễ dàng để cho chúng ta hiểu như thế nào là một chúng sanh phàm phu của thế chân á, và như thế nào là chúng sanh phàm phu đó phát Bồ Đề Tâm để gọi là Bồ Tát, Bồ Thí Sạ Tát. Và vị Bồ Tát đó có cái hạnh nguyện để đạt đến cái sự giải thoát với cái quả vị toàn giác hay độc giác hay tinh văn giác. Chúng ta nắm như vậy là chúng ta rõ tường tận, chúng ta không bao giờ chúng ta quên được, và chúng ta không bao giờ chúng ta phải hoang mang thắc mắc. Còn tất cả những gì mà chúng ta nghe chỗ này, nghe chỗ khác, nghe phim ảnh Tây Du Ký, Phật Tổ hay là Bồ Tát, Quán Thế Âm chẳng hạn, thì tất cả những cái đó là do phim tạo họ dựng lên thôi. Chứ thật sự trong kinh điển Pali thì không có vấn đề này. Nó dễ lắm thưa quý vị. Trước nhất chúng ta quay trở lại với hạng người mà chúng ta gọi là Bố Thí Chánh Đáng, là phàm phu. Tất cả loài hữu tình khi còn đang lận hợp trong bể khổ luân hồi, còn bị vô minh chi phối, vô minh duyên gia hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, duyên sắc duyên lục nhập vân vân, vẫn còn bị phiền não luân hồi chi phối tạo ra cái nghiệp luân hồi. Rồi cái nghiệp luân hồi nó đưa đến cái quả luân hồi, như là thức tái sanh, duyên trên sắc, lục nhập xúc thọ. Rồi tiếp tục khởi lên cái nghiệp, cái phiền não luân hồi là ái thủ hữu, ái thủ. Rồi nó trợ cho nghiệp luân hồi là hữu, hữu đó mới đưa đến quả luân hồi là cái sự tái sanh. Rồi trong tương lai sẽ có cái thân già, chết, sầu bi khổ oan. Cứ như thế, nó sẽ tròn như vậy. Chúng sinh mà còn bị kẹt vào cái vòng, cái bánh xe luân hồi đó thì được gọi là Bồ Thí Chánh Đáng, là phàm phu. Bây giờ trong cái số phàm phu này, có những phàm phu họ được cái sự quốc tập thiện pháp ở trong quá khứ, hay là họ có một cái thường cận y duyên quen, tu thiện pháp. Bắt đầu những chúng sanh đó không còn gọi là mù khát Bồ Thí Chánh Đáng nữa, là phẩm
một cái bút thư chân á là phàm phu rỗng không, mà được gọi là kalajana. Bút thư chân á là hảo phàm phu hay là thiện phàm phu. Là một phạm nhân, nhưng mà họ có cái khuynh hướng tốt đẹp, tức là khuynh hướng thiện pháp. Tức ban đầu thì họ chỉ là từ bỏ những cái điều ác, họ thích làm việc lành thôi. Nhưng mà dần dần họ phát triển trí tuệ, họ mới thấy cái thân có thân đây phải bị già, bị bệnh, bị chết, thì họ chán. Họ chán như vậy họ mới nghĩ rằng làm sao ta có thể thoát khỏi cái cuộc luân hồi đau khổ này với cái thân bị già, bị bệnh, bị chết, sầu bị khổ quay. Bắt đầu họ hướng đến, họ chưa biết gì về niết bàn, nhưng mà họ đã hướng đến làm sao để giải thoát khỏi sự khổ luân hồi. Cái suy tư đó gọi là bodhicitta, tức là có cái tâm bồ đề. Chữ bồ đề là âm của chữ vô thí, có là giác. Mà chúng sanh có cái tâm giác như vậy, có tâm bồ đề như vậy đó, thì gọi cái chúng sanh này gần vô thí sát tát. Chữ sát tát có nghĩa là chúng sanh hay là loài hữu tình. Còn cái chữ vô thí có nghĩa là bồ đề. Mà dịch cái nghĩa chữ bồ đề có nghĩa, chữ vô thí có nghĩa là giác ngộ. Chúng ta vô thí sát tá, chúng ta dịch là giác hữu tình. Nếu đọc âm thì đọc là bồ đề tác đoả, vô thí sát tá gọi là bồ đề tác đoả. Đọc tóm gọn lại đó, chữ bồ đề người ta đọc, còn chữ tác đoả như sắp tác chúng sanh đó, chữ tác đoả người ta lấy chữ tác, cho nên bồ đề tác đoả người ta đọc tắt ra là bồ tát. Nó bắt nguồn cái chữ đó thưa quý vị, hãy lắng nghe quý vị Phật tử, chúng ta hãy lắng nghe. Có lợi ích cho quý vị lắm. Sẵn cái dịp này chúng tôi mới có dịp, chư tăng mới có dịp để mà trình bày giải thích cho quý vị nghe. Rồi bây giờ chúng ta dùng cái từ Bồ Tát hay cho nó gọn. Từ đây về sau đó, cái chúng sanh Bồ Tát này, cái vị Bồ Tát này bắt đầu có cái khuynh hướng tìm cái sự giải thoát khỏi luân hồi. Nhưng mà do cái tâm tánh của chúng sanh có cái sự khác biệt nhau, cho nên có những chúng sanh cái tâm dũng mãnh, họ nghĩ rằng là ta đang bị già, bị bệnh, bị chết, bị sầu khổ ô nhiễm, ta hãy đi tìm cái không bị sanh, không bị già, không bị chết, không bị sầu khổ ô nhiễm, trí thượng, an ổn, thoát khỏi các khổ ách. Và
để hướng dẫn cho chúng sanh khác. Vì cái tâm thương xót những chúng sanh khác cũng bị chìm đắm trong cái bể khổ trầm luân sinh tử, cho nên cái vị Bồ Tát này có cái hướng nguyện là tự mình giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi và dắt dẫn cho chúng sanh khác cũng cùng giải thoát khổ khổ sanh tử luân hồi. Thế là cái vị Bồ Tát này có cái tâm nguyện thành bậc chánh đẳng chánh giác Sammasambuddho. Chúng ta gọi là Bồ Tát toàn giác Sammasambuddho, Bồ Tát toàn giác. Còn có những chúng sinh Bồ Tát á, những vị Bồ Tát á, thì họ cũng có cái tâm hùng mạnh, nhưng mà cái khuynh hướng là các vị đó không, những vị Bồ Tát đó không có nghĩ rằng ta sẽ tiếp độ chúng sinh khác, chỉ nghĩ làm sao có ta có thể tự mình giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi thôi. Cho nên vị đó với cái chí nguyện là để tự giác, để tự giác ngộ. Đây được gọi là Bồ Tát độc giác, gọi là Paccheka Bodhisattva. Có những hạng chúng sinh Bồ Tát á, cái tâm tư của họ, họ không có nghĩ xa hơn, và cái tâm họ không dám mạnh như vậy. Họ nghĩ rằng bây giờ những lúc mà nhằm cái thời kỳ có giáo pháp của Đức Phật xuất hiện ở đời đó, thì những chúng sanh Bồ Tát này khi họ đi vào, họ nghe Đức Phật thuyết pháp, họ mong ước ở trong tương lai họ cũng sẽ là những vị thinh văn, đại thinh văn hay thượng thủ thinh văn của các vị Phật tương lai. Thế là bây giờ họ có cái tâm nguyện gọi là Bồ Tát thinh văn. Như vậy thì bắt đầu từ phàm phu hình thành ra Bồ Tát. Rồi Bồ Tát bắt đầu có ba cái khuynh hướng, là Bồ Tát có ba chí nguyện: Bồ Tát toàn giác, Bồ Tát độc giác, Bồ Tát thinh văn, thinh văn giác. Thì Bồ Tát thinh văn á, thì vị đó cũng hành 10 cái pháp độ, pháp ba la mật. Theo kinh điển Mất Tông thì chỉ có lục độ thôi, tức là nhẫn nại rồi tới thiền định là hết, chứ không có, chứ không phải là thập độ giống như kinh điển Pali bên Nam truyền. Rồi khi hành 10 cái pháp độ đó, bố thí trì giới, đa nắp parami, sila parami, rồi ly dục hay là xuất gia đó, gọi là nekhamma parami, rồi trí tuệ panya parami, tinh tấn vidya parami, nhẫn nại ba la mật, khanh tí parami, chân thật ba la mật, sách cho parami, và trí nguyện ba la mật, athithana parami, từ tâm ba la mật, metta parami, xả ba la mật, hành xả ba la mật, gọi là upekha parami. Như vậy là 10 cái pháp parami. Trong thời gian mà thực hành 10 pháp parami đó, thì tâm của vị Bồ Tát này có thể gặp trở ngại, bị tiêu hao tài sản,
hay là bố thí tài sản, nhưng mà vị đó chấp nhận. Tài sản và vật ngoại thân đối với vị đó, vị đó có thể hy sinh để thực hành pháp ba la mật dễ dàng. Thì như vậy gọi là 10 pháp độ bậc thường. Còn đối với hạng Bồ Tát mà độc giác á, thì vị đó mãnh liệt hơn. Tức là khi mà hành pháp ba la mật á, nếu cần phải hy sinh tài sản thì ngày hy sinh tài sản, nếu cần phải hy sinh đến tư chi và vật quan hệ thân như là mắt, con mắt hay là lỗ tai hoặc báo thịt vân vân, vậy đó có thể cắt xẻo cho người ta, bố thí cho người ta được. Ai xin mắt thì cho mắt thôi. Thì như vậy thực hành pháp ba la mật đến cái mức độ này thì được gọi là ba la mật bậc trung. Còn đối với những vị Bồ Tát mà có hạnh nguyện toàn giác thì vị đó đặc biệt hơn nữa, dẫn mạnh hơn nữa. Thí dụ như bố thí không những là người ta xin tài sản cho tài sản, xin tứ chi cho tứ chi, mà người ta xin mạng sống thì vẫn có thể cho được cái mạng sống này. Như Bồ Tát gieo bình xuống hố để là mồi cho bầy cọp, nó xa xuống hố dám hy sinh cái sinh mạng. Như là Bồ Tát thì thân với Đức Phật chúng ta đó, từ ngày muốn nghe pháp, ngày làm giả xoa, làm đế thích mà ngài muốn nghe pháp, thì ngài dám hy sinh cả cái mạng sống để mà ngài được nghe pháp. Lúc đó Đức Trời Đế Thích muốn thử xem coi vị vua này có thành ý để nghe pháp không, thì mới đến tâu với Đức Vua là có thể thuyết pháp cho vua nghe được. Nhưng mà hiện thân là Dạ Xoa mới nói rằng sau khi nghe pháp xong, ta muốn được cái thân của ngài để ăn. Đức Bồ Tát này sẵn sàng, miễn sao nói cái thiện pháp mà ngài nghe cho nó hay, cho có ý nghĩa, ngài thấm thía, ngài quan hỷ, thì ngài sẵn sàng gieo mình xuống để mà Dạ Xoa há miệng mà hứng lấy cái thân xác ngài mà ăn. Ngài hy sinh như vậy để mà tu tập mong cầu cái pháp độ trí tuệ, đúng không? Thì những cái trường hợp đó chúng ta gọi là ba la mật bậc thượng. Và như vậy thì Bồ Tát Thinh Văn đó là chỉ hành pháp ba la mật bậc thường 10 pháp thôi, 10 pháp bậc thường. Rồi Bồ Tát độc giác thì thực hành 20 pháp, có nghĩa là 10 pháp ba la mật nhân cho hai bậc, bậc hạ, bậc trung, thành 20 pháp độ. Còn Bồ Tát toàn giác thì ngài
tu tập ba la mật, 10 nhân 3 cấp độ là bậc hạ, bậc trung, bậc thượng. Bậc hạ là hy sinh tài sản, bậc trung là hy sinh tứ chi, và bậc thượng là hy sinh cả sinh mạng. Thì như vậy bắt đầu có cái sự trưởng thành, cái chủng tử giác ngộ từ nơi ba hạng Bồ Tát. Do trải qua nhiều A Tăng Kỳ, nhiều A Tăng Kỳ kiếp của sự luân hồi, và những chúng sanh Bồ Tát đó đã quân tu, đã nuôi dưỡng cái chủng tử giác ngộ cho đến khi chín mùi, thì vị đó chứng được đạo quả A-la-hán. Thì nói đến cái quả A-la-hán thì các vị nên nhớ thế này nè. Khi mà chúng sanh giác ngộ đó là luôn luôn cái bước đầu gọi là sơ đạo sơ quả, là đoạn trừ thân kiến và nghi giới cấm thủ, ba cái kiến sử đó. Rồi cái bước thứ hai đó tiến triển hơn, đạt đến quả vị tư đà hàm, làm mụ lược dục ái hồi sân, làm giảm nhẹ dục ái hồi sân. Đến cái bước thứ ba tuyệt trừ dục ái hồi sân, đắc quả na hàm. Và cái bước thứ tư là diệt trừ luôn cả năm cái thượng phần cái sự lễ sắc, ưu sắc, kiêu mạn, phóng dật và vô minh, chính là A-la-hán. Thì cái quá trình mà tu chứng A-la-hán của vị toàn giác đó, thì không có dừng lại ở những cái quả thấp, mà đi một cái loạt trong nháy mắt là đã chứng vô lậu giải thoát, chứng quả A-la-hán. Mà A-la-hán đó chúng ta A-la-hán chánh đẳng giác, A-ra-hăng sama sambuddho. Cho nên khi mà chúng ta niệm cái từ gọi là phát qua A-ra-hăng sama sambuddho, chúng ta quên đi cái chữ A-ra-hăng. Cứ nói ưng cúng chánh biên trì, nhưng mà thật sự chữ A-ra-hăng đó đọc âm là A-la-hán, A-la-hán chánh đẳng giác. Còn những cái còn Đức Phật độc giác cũng vậy, Bồ Tát độc giác đó, khi mà chứng đạo quả thì cũng không có dừng lại ở chỗ hữu học, mà đi từ phàm phu có phát triển minh sát, trí tuệ sáng lên bừng sáng, tỏ ngộ chân lý và chứng tu đầu quần tu đà hàm a la hàm rồi a la hán nhanh chóng. Quý vị biết mộ lộ trình tâm chứng được một đạo quả thì nó chỉ có bảy cái sắc na tâm thôi, nó xen vào là bốn hộ kiếp. Như vậy thì đắc một loạt bốn hai tám, có 28 sắc na cộng thêm xen kẽ nữa thì cho quá lắm á là 50 cái sắc na tâm. Mà quý vị biết rằng là một khẩy ngón tay tâm sinh diệt triệu triệu sắc na, thì giá gì có 50 sắc na thì nhanh lắm thưa quý vị. Bởi vì ngay chốc lát là đã chứng được đạo quả độc giác, hay chốc lát là chứng quả là A-la-hán toàn giác rồi. Chứ chúng ta đừng có nghĩ rằng đắc A-la-hán toàn giác hay A-la-hán độc giác là khỏi phải qua cái ngưỡng tu được quần tu đà hàm A-na-hàm. Bởi vì cái quy luật nó phải là như vậy, cái niêm luật nó phải là như vậy. Rồi
đối với hạng Thinh Văn đó, Bồ Tát Thinh Văn, thì có hạng Bồ Tát Thinh Văn hành pháp độ nó chưa có đủ chín mùi lắm, nhưng mà có thể đắc được đạo quả Tu Đà Quần rồi dừng lại đó. Thời gian sau hoặc là những kiếp sau sau nữa mới đắc đắc quả cao hơn đắc quả La Hán. Còn có khi thì họ đắc Tu Đà Quần, Tu Đà Hàm liên tục rồi dừng lại ở đó, hoặc là dừng lại ở chỗ A Na Hàm. Những hạng Thinh Văn đệ tử của Đức Phật đắc A Na Hàm nhiều lắm, xong rồi thời gian sau sanh về cõi Tịnh Cư, ở đó vi tịnh đến bạn đắc A La Hán, vi tịnh đến bạn đó. Còn cũng có những chúng sanh đa phần là họ chứng quả đọc, họ chứng A La Hán Thinh Văn, họ chứng nhanh lắm, chứng cấp kỳ, như là đạo sĩ Ba Hy Giá nghe Đức Phật thuyết pháp, Đức Phật đã thuyết rồi, nghe bài pháp tóm tắt ở dọc đường, nghe xong ngồi lại bên vệ đường và thực hành pháp đắc liên tục bốn bậc đạo quả, chứng luôn A La Hán rồi vi tịnh đến bền. Hay là Quan Đại Thần sắp tiết cũng vậy. Còn như ngài Xá Lợi Phất, ngài đắc Tu Đà Quần xong rồi xuất gia, nửa tháng sau mới chứng A La Hán, mới chứng Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Còn ngài Mục Liên á, thì ngài đắc Tu Đà Quần xong rồi đi xuất gia, chỉ trong vòng một tuần lễ sau đó, sau khi xuất gia là ngài đã chứng các quả vị cao và A La Hán, nhưng mà cũng có gián đoạn. Tuy như vậy đó, chúng ta nên hiểu rằng cho dù đắc đạo quả A La Hán với cương vị là độc giác, là toàn giác, độc giác hay Thinh Văn, thì cái ý nghĩa quan trọng là Asavakaya, tức là vị đó đoạn tận các lậu hoặc, các lậu hoặc làm chấm dứt cái sự sanh tử luân hồi. Nhưng mà ở đây đó, an toàn giác là tự mình tìm ra cái chân lý, tự hiểu, tự giác ngộ cái chân lý khổ tập diệt đạo. Và khi mà đã giác ngộ đạo quả giải thoát, chứng quả A La Hán toàn giác xong rồi, thì ngài thuyết pháp khai thị cho chúng sanh, thiết lập giáo pháp ở trong thế gian để cho chúng sanh đương theo đó mà thực hành. Thì như vậy đó là toàn giác, hay là chánh đẳng giác. Còn những vị mà đắc đạo quả tự mình giác ngộ, như vừa rồi chúng ta có học bài kinh Tây Ngưu Mục Sừng ở trong tiểu bộ kinh số 83 biên tập đó, thì lúc đó chúng ta đã học về cái quá trình mà của một số vị độc giác sau khi ngài thấy cái cảnh tượng này hay là cảnh khác, rồi ngài suy niệm về cái bản chất vô thường khổ vô ngã, rồi ngài chứng quả độc giác, tự ngài ngộ lấy không thể chỉ dạy. Nhưng mà độc giác thì ngài không có cái khuynh hướng, không có cái sở trường là thiết lập giáo pháp cho thế gian, ngài không có dạy ai hết, tự ngài ngộ lý không thể như vậy. Nhưng mà ngài không có dạy hết, cho nên cái vị độc giác thì giống vị toàn giác ở chỗ là tự mình giác ngộ không thể như vậy thôi, chỉ khác hơn cái là
toàn giác thì còn có lợi tha, còn độc giác thì không có lợi tha. Còn thính văn giác đó, thì không có khả năng tự mình giác ngộ, mà phải được học hỏi, được nghe tự giáo pháp từ nơi một vị Phật, nơi một vị toàn giác, rồi mới thực hành theo đó và chứng đắc A-la-hán. Mà đối với vị thinh văn thì có một số vị có cái tâm nguyện hoằng pháp, cho nên vị đó có khả năng thuyết pháp độ đời. Như tôn giả Sariputta được Đức Phật tán thán là bậc đại trí tuệ, thì tiệp tuệ, mẫn tuệ, là vị có đủ khả năng thay Như Lai để vận chuyển bánh xe. Như vậy hạng thinh văn có một số vị đi hoằng pháp thuyết pháp, nhưng mà có một số vị thì chỉ chứng A-la-hán thôi. Rồi các vị đó ẩn cư trong rừng sâu, chứ vị đó không có thuyết pháp độ đời. Như là Ngài A Nhã, Con Đại Nhã, Ngài A Nhã Kiều Trường Như chẳng hạn, Ngài không có thuyết pháp. Còn như Ngài A Sa Chí, trong nhóm năm thầy Kiều Trường Như, thì Ngài chỉ thuyết có một lần cái bài kệ Dê Tham Ma Hỷ Tức Ba Pha Qua để tiếp độ, để cho du sĩ của Bạch Thí Sát, tức là tôn giả Xá Lợi Phất á, nghe bài kệ đó. Từ đó rồi sao không có nghe nhắc đến nữa. Thành thử ra chúng ta phải hiểu rằng cái hạng thinh văn á, không tự mình giác ngộ mà phải nghe pháp của vị Phật toàn giác mới giác ngộ. Nhưng mà cái hạnh hoằng pháp thì có bị có bị không. Độc giác thì tự mình giác ngộ, nhưng mà tuyệt đối không có thiết lập giáo pháp dạy ai hết, thuyết pháp cho ai hết. Còn toàn giác thì tự mình ngộ lấy, không thầy chỉ dạy, tự mình giác ngộ không thầy chỉ dạy, và hướng dẫn thiết lập giáo pháp cho chúng sanh trong thế gian này. Và cho dù rằng A-la-hán toàn giác hay độc giác hay tinh văn, thì vị đó khác nhau ở chỗ là cái công hạnh hoặc là cái trí tuệ vô lượng hay là hạn lượng thì có khác nhau chút, nhưng mà cái giá trị giải thoát thì giống nhau. Hồi đó sư trưởng hay thí dụ tinh văn với độc giác toàn giác, thí dụ như thế này: có người họ muốn đi ngắm biển Vũng Tàu, ngắm cảnh Vũng Tàu, ra bãi biển Vũng Tàu hưởng cảnh. Họ mới chạy một cái chiếc xe, xe lướt, rồi họ cho những người khác đi cùng. Còn có người họ muốn ra Vũng Tàu để ngắm cảnh, họ chỉ đi xe hai bánh thôi, xe Honda, và chỉ có một mình họ đi thôi. Còn có một hạng người họ không có xe cộ gì để họ đi, cho nên họ đứng đó họ chờ có chiếc xe của người khác đi ngang rước họ cùng đi. Thì ba người đi ba cách khác nhau. Người thì tự sắm xe mà đi, lại chở người khác cùng đi. Ví dụ như là toàn giác. Còn một người tự
lấy xe mà đi, tự lái xe mà đi, nhưng mà không chở ai đi cùng, gọi là độc giác, ví dụ như độc giác. Còn hạng là chờ có gian theo xe của người đó, người trước, thì như vậy gọi là thinh A-la-hán tinh văn. Nhưng trong cả ba người này đi ba cái phương tiện khác nhau, như đến ra ngoài Vũng Tàu thì ngắm biển giống nhau, ngắm cây cỏ sông núi giống nhau, quang cảnh giống nhau, không có khác. Cũng vậy, dù ba hạng A-la-hán giải thoát có cái sự, cái hoàn cảnh giác ngộ khác nhau, nhưng mà cái sự chấm dứt sanh tử luân hồi thì vị nào cũng như vị nào. Đoạn tận vô minh và ái, cho nên không còn cái sự tái sanh luân hồi nữa, tức là cắt đứt cái nghiệp luân hồi, quả luân hồi, do triệt tiêu cái phiền não luân hồi. Đó là người Phật tử chúng ta phải hiểu, phải hiểu như vậy. Thì ở đây trong bài kinh này là Đức Phật Ngài nhắc đến các vị độc giác. Thì để trả lời, để trả bài đó, thì các vị hỏi vậy chứ, độc giác là ai? Thì như hồi nãy giờ quý vị nghe chúng tôi trình bày đó, là những vị Bồ Tát mà chỉ có cái hạnh nguyện là tự mình giác ngộ, giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi, nhưng mà không có thiết lập giáo pháp ở thế gian này. Và chư độc giác xuất hiện một lần có thể là 500 vị, 1000 vị độc giác. Nhưng mà mạnh ai lấy tác ý cảnh để diệt trừ phiền não, để đoạn trừ phiền não và chứng quả độc giác. Thì ở trong bài kinh này, khi mà đề cập đến chư vị Phật độc giác đó, thì ở đây chúng ta thấy khi hiểu bài rồi đó, thì chúng ta thấy Đức Phật Ngài rất là đặc biệt. Khi nhắc đến chư Phật ở trong quá khứ, chư toàn giác trong quá khứ, thì Đức Phật Ngài nhắc lại một cách rất nghiêm túc. Bởi vì chư Phật, chư chánh đẳng chánh giác trong quá khứ với Ngài đồng đẳng với nhau, cho nên mới gọi là tạp thai là tô, tức là các đấng Như Lai, tức là đi đến giống như nhau, cũng như thế ấy, cũng có nhất thiết chủ trí vân vân. Nhưng mà không phải vì là một cái vị Phật toàn giác rồi xem thường các hạng tinh văn hay là các hạng độc giác. Bởi vì Đức toàn giác Ngài biết rõ là trong cái thời kỳ mà không có giáo lý của các vị chánh đẳng chánh giác, thì cái thời gian đó có những chúng sanh cũng đạt đến cái trí tuệ siêu việt, là đoạn trừ những phiền não, tự mình chấm dứt sanh tử luân hồi. Đó là Pachyekamuttha, gọi là độc giác, hay gọi là Bích Chi Phật. Độc âm là Bích Chi Phật. Thì do đó khi mà Ngài nhắc lại đó, Ngài nhắc lại các vị Phật độc giác, Ngài cũng nhắc lại một cách rất là trân trọng, vì đó cũng là những vị giác ngộ giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Mà không những thế, mà khi Đức Phật Ngài đề cập đến các bậc A-la-hán tinh văn, các vị đệ tử của Ngài, những bậc A-la-hán tinh văn, hay Ngài thường gọi một cái danh từ rất là thân thương, rất thân mật, đó là con trai của Như Lai và con gái của Như Lai, là những vị tỳ kheo đi đắc A-la-hán và những vị tỳ kheo tăng đắc A-la-hán. Và luôn luôn khi mà đề cập đến các bậc A-la-hán
dầu cho A-la-hán thinh văn đi nữa, Đức Phật này cũng vẫn tôn trọng. Ngài cũng vẫn tôn trọng. Bởi vì đó là những vị thật sự đã chiến thắng ma quân, đã triệt tiêu phiền não và chấm dứt sanh tử luân hồi. Cho nên ở cái điểm này, người Phật tử chúng ta phải học hiểu, để chúng ta hiểu, chúng ta có sự kính trọng những bậc giác ngộ, dầu cho các bậc giác ngộ đó là toàn giác hay độc giác hay tinh văn hay là hán. Thông thường chúng ta cũng vẫn có sự kính trọng, đó là những bậc giải thoát. Mà muốn đạt đến những giải thoát đó thì tức là chúng ta thực hành ba la mật. Nếu mà thực hành pháp 10 pháp ba la mật mà hùng tâm bậc trung, bậc hạ, bậc trung, bậc thượng thì sẽ chứng độc giác, chứng chánh đẳng chánh giác. Còn nếu chỉ có hùng tâm thực hành 10 pháp ba la mật bậc hạ, bậc trung thì chứng quả độc giác. Còn nếu hành pháp độ có hùng tâm chỉ thực hành 10 pháp ba la mật bậc hạ, là hy sinh tài sản bậc ngoại thân thôi, thì như vậy là chứng quả A La Hán thinh văn. Thì đó là những điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị nhân bài học ngày hôm nay, là bài kinh Thông Tin. Cũng mong rằng là chút ít thời gian và trình bày chi pháp như vậy đó sẽ làm cho Phật tử chúng ta có cái định hướng rõ ràng để hiểu biết được cái đường đi, nước bước để đạt đến cái sự giải thoát. Chúng sinh ở trong đời này đa dạng, tùy theo duyên nghiệp. Cho nên cái chuyện mà thực hành tu tập để chứng được đạo quả A-la-hán cũng tùy theo duyên nghiệp, duyên hạnh, độc toàn giác, độc giác, thinh văn như thế. Nhưng mà rốt cùng thì đạt đến quả vị A-la-hán nào đi nữa cũng là chấm dứt sanh tử luân hồi. Sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nó làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Chúng tôi xin dứt lời ở đây. Và bây giờ thì xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng điều họp cho bài học ngày hôm nay, phần thảo luận với chư Tăng. Rất quan hỷ hôm nay có Thượng Tọa Tuệ Quyền, có hình như hồi nãy thấy có Đại Đức Pháp Tính mà, ở Đại Đức Pháp Tính nữa, tốt quá. Xin bây giờ chúng tôi xin phép chúng tôi đi uống nước chút xíu. Kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Sa thủ kính thiện Thượng Tọa, ngày xưa ở thế ấy Thượng Tọa có nghe được không? Nếu Thượng Tọa tự mình nghe được thì Thượng Tọa có nghĩ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa tự quyền có mặt ở trước máy và nghe được không? Đại Đức Pháp Tính đây, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy và nghe được không? Nếu Đại Đức Pháp Tính đang có mặt ở trước máy, xin Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ trả lời cho cô đầu tiên. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có nghe được không? Dạ. Sư Nguyên Thông, một cái đặc điểm mà khác giữa chư Phật độc giác và chư Phật sinh văn giác là chư Phật độc giác là vì có khả năng tự mình giác ngộ, không thể chỉ dạy. Bậc sinh văn thì cần được khai thị bởi chư Phật toàn giác. Sư Nguyên Thông có thể nói một vài điều là
tại sao cái khả năng tự mình giác ngộ nó lại đòi hỏi nhiều ba la mật, nó trở nên vi diệu như vậy? Xin kính định sư Minh Thục. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con được viên thông, con tuân lệnh sư phụ góp ý cho cái câu hỏi của sư phụ. Sao mà cái vị Phật độc giác thì phải cần 23 li mật để bước hoàn thành cái nhiệm vụ của ngài? Kính thưa sư phụ, mỗi người có một cái khuynh hướng và cái hành xử nó không có người nào giống người nào. Có nhiều người có miệng của họ là để đạt được cái thinh văn giác để thoát khỏi sinh tử luân hồi, và một người khác thì muốn có những cái công hạnh và làm thành tựu được những cái ba la mật để trở thành vị Phật độc giác. Là tại vì trong cái thời gian đó, trong thời gian đó là cái thời gian mà không có vị chánh đẳng giác, cho nên là những người đó phải họ muốn thành tựu được giác ngộ sanh tử luân hồi thì phải đi con đường độc giác mà thôi. Là bởi vì con đường độc giác phải nhờ cái la mật của mình là một cái 10 cái ba la mật, nhưng mà thêm cái 10 cái ba la mật nữa là có thể là hy sinh những cái cơ phận trong thân thể mình và thành tựu 20 cái ba la mật đó. Do cái sự thành tựu 20 cái ba la mật đó thì cái thời gian, cái khoảng thời gian để mà thành tựu như vậy thì nó có rất là nhiều năm, và do rất là nhiều năm như vậy thì người hành giả đó mới là có thể là do cái sự hành trì những cái pháp độ ba la mật đó, thì nhờ những cái công hạnh đó mà người đó có thể là tự mình giác ngộ được. Bởi vì trong cái chân lý đó, là những cái điều gì mà mình lặp đi lặp lại nhiều lần thì mình lặp lại nhiều lần thì mình đã có cái điều, có cái sự sáng suốt thấy ra, và nhờ đó thì có thể là tự mình giác ngộ được. Chứ là nếu mà được, là mình cái thành tựu được 10 cái ba la mật của những bậc thanh văn giác không đó, mà không có vị toàn giác để mà hướng dẫn mình thì rất là khó. Là tại vì cái vị toàn giác đó, thì ngài biết được tâm trạng của cái người đó, nhìn cái con đường tu hành của người đệ tử mình thì người hành giả đó mới thấy được cái chỗ nào của người đó khiếm khuyết. Thí dụ như có một người đệ tử mà có cái trong cái quá khứ là gì mà cái chê người nào đó, cho nên là cái kiếp này đó là có cái sự mà không có hiểu bài, cho nên người anh của ông ta này giảng dạy chúng ta một cái bài kệ có 4 câu mà 4 tháng trời ông ta đọc không có học thuộc được câu đó, thì mới dẫn đến lại Đức Phật. Thì Đức Phật nói cái chuyện này là không phải chuyện của các ông, cho nên ông đó Đức Phật mới là dùng thần thông đưa chúng ta một cái khăn trắng, bảo ông lấy khăn này chùi lau mặt đi, rồi nhìn vào cái khăn này. Thì ông ta lấy cái khăn trắng tinh của Đức Phật do cho rồi lau mặt thấy cái khăn từ trắng nó trở thành nó không còn trong sạch nữa, thì thấy được cái sự vô thường của giảng pháp, vô thường của giảng pháp. Thì cái Đức Phật thấy được như vậy rồi, ngài mới là dùng thần thông đến lại, thì ngài mới nói rằng cái dơ ở bên ngoài nữa nó không có quan trọng bằng cái dơ của ông ta. Thì Đức Phật khai thật như vậy, trong ta mới là trừ tất cả những cái phiền não trong cái tâm của mình, do đó cái người đó mới chứng A-la-hán. Vì vậy cho nên chỉ Đức Phật là toàn giác mới có thể chỉ thấy được những cái điều mà đệ tử của người mà bị dắt phải, bị cần phải vượt qua chỗ đó mới là thành đạo được. Cho nên những cái vật thinh văn giác là nhất thiết phải được cái sự hướng dẫn của bởi vì toàn giác mới có thể giác ngộ được. Dầu là trong cái thời gian mà đã thực hành được 13 ba la mật, con nhớ là khi mà vị Sariputta và Moggallana khi mà đắc được tu đà hoàng rồi thì là lợi đến tìm Đức Phật, thì từ xa Đức Phật đã thấy, ngài mới nói là hai vị thượng thủ thanh văn của ta đã đến. Rồi ngài đã bỏ ra một tuần lễ mà liên tục giảng dạy cho ngài một cuộc liên, để ngài được cuộc liên sau cùng để đắc A-la-hán.
rồi phải dùng để đi giải ngài Sariputta, để người Sariputta mới đắc được A-la-hán luôn. Vì vậy cho nên đối với là giáo pháp của Đức Phật thì có ba hạng, một hạng là Savaka Buddha là Phật tinh văn, một hạng là Paccika Buddha là độc giác hay là Bích Chi Phật, và một hạng người là Sammasambuddho Buddha là những người mà Phật toàn giác. Thì tất cả những cái đó là một cái chân lý, là tất cả những vị Phật không có ngoài những cái ba cái con đường đó. Vì vậy cho nên kính thưa sư phụ, là khi mà được học với là sư phụ trong cái room này và cái sự hiểu biết của con thì càng ngày càng mình thấy rất là ích lợi, và do cái sự hiểu biết đó thì mình mới thấy rằng những cái điều sai lầm dấp phải của mình lần lần mình thấy ra, mình trừ đi. Và cái việc mà tu hành mà mình mà phải thấy rõ cái điều đó, bởi vì cái vấn đề mà quan trọng nhất trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là cái nhân quả. Nếu mà mình hiểu rõ cái giáo pháp mà có nhân quả thì khi mà chúng ta làm việc thiện thì nhất thiết là chúng ta sẽ hưởng được cái thiện báo, mà khi mà chúng ta vì vô minh, vì tham ái nặng nề quá thì mình hành sai thì nhất thiết là mình phải gặt được cái ác báo. Thì vì hiểu rõ như vậy, rồi thấy rõ cái ác báo như vậy thì cái người hành giả đó sẽ chùng chân khi mà đụng chạm được những cái ác bất thiện pháp trên đời, mà mình lấy mà mình tự răng mình cái địa ngục, rồi những cái ác bất thiện pháp đó và những cái ác báo đó sẽ không bao giờ nó nể chúng ta là đẹp trai hay là giàu có hay thế này thế nọ, có nhiều bằng cấp, hãy làm sai tự nhiên là cái quả báo nó tự đó nó sẽ đến với chúng. Không phải ai mà khét ghét chúng ta mà đày đọa hay phạt chúng ta, mà cái nhân quả tự nó sẽ đến với chúng ta mà chúng ta không thể nào tránh khỏi được. Hiểu được cái Phật pháp như vậy thì chúng ta mới có thể tu hành được. Kính thưa sư phụ, đó là những điều mà con suy nghĩ suy tư về cái Paccika Buddha và Savaka Buddha trình bày được như vậy. Vì con là một chúng sanh vô minh cho nên là không có thấy rõ những điều cần nói phải nói. Con xin trao mai là chư sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều mà con nói thiếu sót, và nhờ vậy chư Phật tử trong room sẽ được hưởng lợi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai và chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sao thuộc kinh nghiệm sư mẹ thuộc, mà thưa tập thực siêu không biết thưa tọa đã trả lời trước bái chưa? Nếu thưa tọa thực siêu đã trả lời trước bái xin giao bạch. Mà thưa tập thực siêu, trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa hay Phật giáo Bắc Truyền thì không có dùng chữ độc giác mà dùng chữ duyên giác. Đây là cái quan niệm của các vị là giác ngộ tứ đế là sinh văn, mà giác ngộ thập nhị nhân duyên đó là gọi là duyên giác, tức Phật đồng giác. Và thể nhập cái trí bát nhã, đại bi đại trí độ tầng chúng sanh gọi là Bồ Tát đạo đó. Và đó là con đường, đó là việc chánh đẳng chánh giác. Thì chúng ta khoan nói đến cái việc mà đại bi hay là về tứ đế, mà chúng ta nói riêng về duyên giác thôi. Thì theo Phật tông thì giác ngộ thập nhị nhân duyên hay duyên giác thì giác ngộ thấp. Thì muốn hỏi thì tội thì siêu là cái quan niệm trong Phật giáo, trong kinh tạng Pali có nói là chư Phật đồng giác chỉ giác ngộ thập nhân duyên mà không giác được nhiều tứ đế, có phải vậy không? Và một điểm nữa là giáo lý thập nhị nhân duyên có giáo lý duyên khởi có phải là giáo lý thấp không? Xin thấp hơn là Bồ Tát hành không? Xin thì tội quan hệ trở lại. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch thiền tụng đức kính thưa quý vị, ai mà nói rằng giáo lý thập nhị nhân duyên là thấp, người đó là phỉ báng Đức Phật.
Còn nếu họ không cố tình phỉ báng Đức Phật mà họ tuyên bố không nói như vậy thì phải nói là họ thuộc hạng phàm phu vô văn, hạng ngu si thiểu trí. Tại sao không chịu đọc ngay cái lúc ban đầu sơ thời giác ngộ, vừa khi mới thành chánh đẳng chánh giác, là Đức Phật, Đức Thế Tôn đã thẩm nghiệm về lý duyên sinh theo chiều thuận và theo chiều nghịch. Cái này do cái này có, cái kia mới có. Khi cái này sanh khởi thì cái kia sanh khởi. Tức là do vô minh có hành, do hành có thức, do thức có danh sắc, danh sắc có lục nhập, vân vân. Gọi là vô minh duyên hành, hành thức, thức danh sắc, duyên sắc lục nhập. Ngay từ sơ thời giác ngộ, sơ thời giác ngộ là Đức Thế Tôn Ngài đã thẩm nghiệm về lý duyên sinh, đọc ở trong Luật Tạng và ở trong Tiểu Bộ Kinh Sutta-nibbāta, kinh tập là chúng ta đã gặp ngay những cái đoạn kinh đó rồi. Nếu mà chúng ta nói cái giáo lý duyên sinh thập nhẹ như duyên mà thấp đó, là chúng ta quá coi thường Đức Phật. Nếu thấp thì tại sao khi mà Ngài mới vừa giác ngộ thì Ngài đã thẩm nghiệm về lý duyên sinh? Không lẽ mà cho rằng lúc đó Ngài hiểu không tới những cái pháp cao, cho nên Ngài mới suy nghĩ từ cái pháp thấp trước sao? Nói vậy càng bậy hơn nữa. Với khi mà Đức Thế Tôn Ngài giảng về cái pháp duyên sinh đó, Tôn giả Ananda bạch Đức Thế Tôn, con hiểu pháp duyên sinh do Đức Thế Tôn thuyết, con thấy cái pháp này rất là dễ hiểu. Đức Thế Tôn Ngài nói là chớ có nói như vậy nè Ananda, vì ngươi có trí tuệ cho nên là dễ hiểu. Chứ pháp duyên khởi nó thâm sâu vi diệu, Đức Thế Tôn đã xác nhận cái pháp duyên sinh, tập nhân duyên duyên là cái pháp sâu kín khó hiểu, chứ không phải là chuyện đơn giản, cái chuyện tầm thường nữa thưa quý vị. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề là Phật giáo Bắc truyền gọi chư độc giác là duyên giác, có nghĩa là giác ngộ liễu tri lấy giáo lý duyên khởi. Thì ở cái điều này Tam Tạng Pali không có nói, thưa quý vị. Tam Tạng Pali không có nói cái chỗ đó. Người ta cố tình người ta sắp đặt làm sao cho nó có bài bản. Tức là giác ngộ tứ đế thì gọi là thinh văn, tí dụ đế gọi là thinh văn, giác ngộ thập nhãn duyên duyên gọi là duyên giác, là độc giác thôi. Người ta sắp đặt để như nó có cái giáo trình vậy đó. Nhưng mà cái đó là vì chúng ta học, chúng ta có cái giáo trình sơ cấp thì học cái giáo trình nào, trung cấp học giáo trình nào, cao cấp học giáo trình nào, thì có giáo trình vậy. Nhưng mà cái chuyện mà giác ngộ đó thưa quý vị, chatta ri ariya sa sacca ni pucchati ti putho, giác ngộ tứ đế gọi là Phật. Phật chữ giác ở đây đó, chữ Phú Thô
gồm có sapanyu putho, bacheka putho, savaka putho. Cho nên hễ là cái vị giác ngộ là phải giác ngộ tứ đế, chỉ vậy thôi, chứ không có phân biệt là giác ngộ duyên giác hay độc giác gì hết. Duyên giác, giác ngộ duyên sinh hay là giác ngộ tứ đế gì hết. Ở đây thưa quý vị, tứ đế là bốn cái chân lý, là bốn cái sự thật ở đời mà chư Phật đề cao. Thì ngay cả Đức Phật này cũng giác ngộ tứ đế. Ngài cũng giác ngộ tứ đế. Chứ đâu phải là, không lẽ Ngài là kinh văn. Đức Phật Ngài cũng suy nghiệm về duyên sinh, không lẽ Ngài là độc giác. Cho nên nói cái đó thì nó trúng đầu này mà trật đầu kia, đi nó lúc túng, nó mâu thuẫn với nhau. Cho nên khi học Phật Pháp á, chúng tôi thường nhắc nhở tăng ni như Phật tử học Phật Pháp á, chúng ta phải dùng trí tuệ mà chúng ta sắp xếp, chúng ta cô động bố cục trở lại, chúng ta hiểu như thế nào để gom trọn cái giáo pháp của Đức Phật. Thì như vậy thật sự đó, cái vấn đề duyên sinh đó, tập diện nhân duyên đó, cái khả năng của vị toàn giác mới có thể thấu triệt thôi, chứ còn độc giác chưa thể thấu triệt được giác ngộ tứ đế. Vị nào đi qua cái ngưỡng cửa để mà trở thành bậc giác ngộ, chấm dứt sanh tử luân hồi, phải là tứ đế hết. Bởi sao vậy? Trước nhất là phải thấy được cái sự khổ, thấy sự khổ rồi phải biết cái nhân sanh khổ. Rồi khi đã có, đã biết có nhân sanh khổ thì mới nhận ra được cái chân lý diệt khổ, tức là khi mà đã đoạn tuyệt được nhân sanh khổ. Mà muốn đạt đến cái chân lý diệt khổ thì phải đi theo cái con đường bát chánh đạo thì mới là diệt khổ được, tức là đạo đế. Thì bốn cái chân lý đó dễ dàng, thưa quý vị, dễ nhận ra. Còn cái suy nghĩ về chiều sâu vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên sắc, thì những cái này làm sao mà một vị vua hay một vị thái tử hay là hai cha con của bác nông dân chỉ nghe cái câu hát của cái cô gái, cô thôn nữ cũng nói là hoa sen tuy đẹp nhưng sớm nở tối tàn, kiếp người đã kiếp hoa sen. Thì hai cha con tiền phu đó thẩm nghiệm về cái khổ ở đời, từ đó chứng ngộ đạo quả độc giác. Lúc đó làm sao mà thẩm nghiệm duy sinh, hai cha con tiền phu làm sao mà biết duy sinh là cái gì, vô minh duyên hành hạnh tức, tức duyên sắc. Cái thân già bệnh chết thì do cái gì là tập khởi, Đức Phật mới trả lời được là do sanh làm tập. Sanh lấy gì làm tập khởi? Đức Phật trả lời rằng sanh lấy hữu làm tập khởi, vân vân.
Thì như vậy chúng ta thấy ở đây cái giáo lý duyên sinh đó là một cái vòng bánh xe sanh tử luân hồi. Và cái này không phải là thực hành để mà giác ngộ, mà là sau khi giác ngộ xong mới chiêm nghiệm để quán triệt. Còn khi mà suy tư để mà giác ngộ là phải suy tư về khổ tập diệt đạo. Cho nên ở đây chúng tôi xin thưa rằng là cái chuyện mà nói rằng với chi Phật hay gọi là duyên giác là bởi vì giác ngộ do liễu tri giáo lý duyên khởi. Cái chuyện đó, cái câu nói đó, cái vấn đề đó trong Tam Tạng Pali không có nói như vậy. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giáo Đẳng vừa nêu. Nam Mô Bổn Thầy. Sao thuộc cái chừng thì tỏ tuyệt siêu. Bạch thì tỏ tuyệt siêu á. Nhưng thì tỏ đang ở trước máy trong một hỏi thì tỏ là theo trong sớ giải đó, thì hai vị thượng thủ tinh văn của Đức Phật là Ngài Xá Lợi Phất và Ngài Bụt Kiền Liên đó, thì khác với các bậc tinh văn khác là các vị đã tu ba la mật tương đương với thầy Phật độc giác, tức là 20 pháp là ba la mật chứ không phải là 10 pháp ba la mật. Thì đối với chúng ta thì Ngài Bụt Kiền Liên và Ngài Xá Lợi Phất đã là vi diệu lắm rồi. Nhưng mà các ngài thấy so sánh được với Phật độc giác như vậy, phải chăng là thực lực hãy nói vài điều đó là chỉ Phật độc giác, mặc dù các ngài không tạo được ngôi nhà giáo pháp để tuyên lưu giáo pháp, nhưng mà cái sự thành tựu của đó là một sự thành tựu vĩ đại lắm, phải không? Cái thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giáo Đẳng, chúng tôi vẫn chưa hiểu Thượng Tọa muốn hỏi về cái quả vị thù diệu của Phật độc giác hay là cái sự thù diệu của hai vị thượng thủ tinh văn. Như vậy thì trong câu thảo luận ba mà Thượng Tọa Giáo Đẳng vừa nêu chỉ nói đến Đức Phật độc giác thôi, nó không có liên hệ gì đến, tôi chưa có trả lời gì đến hai vị thượng thủ tinh văn hết. Kính thưa quý vị, mặc dù chư Phật độc giác không có khả năng tuyên lưu giáo pháp như chư Phật toàn giác, nhưng cái sự giác ngộ của các ngài rất là vĩ đại. Vĩ đại ở chỗ nào? Cái khả năng mà tự phá vỡ vô minh, tự mình phá vỡ vô minh, để đạt đến cái sự lậu tận, tức là đoạn tận tắc là hoặc. Cái chuyện đó không phải là đơn giản, thưa quý vị. Các ngài đã quân tu ba la mật
trong suốt thời gian dài với cái hạnh bậc hạ và bậc trung, nói cho dễ hiểu là 20 pháp độ, nhờ quân tu dạy dặn như vậy cho nên mới có cái khả năng, cái trí tuệ mà tự giác ngộ được. Quý vị biết bây giờ đó, chúng ta bây giờ có kinh sách sẵn, có lời dạy của Đức Phật sẵn sàng đó, và chúng ta nghe vị này vị kia thuyết giảng đó, nhưng mà nghe xong chúng ta có chịu, có hiểu được hay không? Có người thuyết giảng sẵn cho chúng ta nghe, có kinh sách để chúng ta đọc, vậy mà chúng ta còn không thể giác ngộ được, đừng nói chi là tự mình ngồi đó mà suy tư về cái chân lý khổ tập diệt đạo. Không phải chuyện đơn giản thôi quý vị. Chỉ có khả năng của Bồ Tát toàn giác hay khả năng của Bồ Tát độc giác thì mới có thể suy tư thấu đáo, tự mình suy tư thấu đáo được. Và chúng ta đừng nghĩ rằng sự tự giác ngộ của độc giác thua vị toàn giác, không đâu thú vị. Sở dĩ mà Đức Toàn Bồ Tát toàn giác mà tu tập 30 pháp ba la mật đó, nó cao hơn là cao hơn ở chỗ là vị này có khả năng thiết lập giáo pháp, truyền lưu về giáo pháp, về chánh pháp để cho người khác nghe hiểu và có thể giác ngộ. Đức Phật ngài thuyết pháp, cái khả năng của ngài thuyết pháp là làm sao chúng sanh khác nghe xong họ chứng quả la hán đó. Thì thưa quý vị, cái chuyện đó không phải là chuyện đơn giản. Thì cái hơn của vị toàn giác là, còn về cái vấn đề mà tự suy tư về chân lý khổ tập diệt đạo để mà chứng quả giải thoát đoạn tận các lậu hoặc, thì chư độc giác cũng như toàn giác đều có cái khả năng đặc biệt như vậy. Và do đó sự giác ngộ của các vị độc giác cũng là rất vĩ đại, chứ không phải là cái chuyện tầm thường. Tại vì chúng ta thường suy nghĩ rằng vị này không có cái biện đặc thông, ngữ đặc thông để mà tuyên lưu về giáo pháp cho chúng sanh hiểu. Các ngài không phải là dốt. Nghĩa đạt thông với pháp đạt thông thì các ngài có đó. Còn cái vấn đề ngôn ngữ đạt thông hay là biện bài đạt thông thì các ngài không có. Sở dĩ ngài không có vì do cái hạnh nguyện các ngài ở trong cái đời sống tu tập các ngài không có nghĩ đến chúng sanh nhiều. Bởi vì cuộc đời này nó rối rắm lắm, dạy một con người, dạy người khác không phải là chuyện dễ, nhất là có cái đồ chúng thì nó phiền phức, có đệ tử thì nó phiền toái. Cho nên những vị này ở trong đời quá khứ
đã chán cái hội chúng, chán đệ tử, chán học trò. Các ngài lập nguyện là chỉ hướng đến cái sự giải thoát bằng một cái trí tuệ đặc biệt để có thể hiểu được chân lý giải thoát thôi, giải thoát sinh tử luân hồi được đủ rồi, chứ không có dính mắc cái hội chúng để làm cái gì không có. Tuyên lưu giáo pháp để độ chúng sanh làm cái gì nó phiền toái quá. Quý vị ở trong tận lực, quý vị sẽ thấy Đức Toàn Giác như Đức Phật Sakyamuni, Đức Phật Gautama đó, tội nghiệp này nhìn thấy thương lắm quý vị. Đã dạy cho tu để giải thoát, còn vị mà chưa có được giải thoát đó, thì bữa nay làm trật cái này, mai làm trật cái kia. Rồi ngoại đạo hay là những người cư sĩ họ hiềm khích, họ ta thán, hoặc là các vị tỳ kheo mới đem cái chuyện đến bạch với Đức Phật, mét Đức Phật, Đức Phật ngài phân xử xong rồi ngài phải thiết lập vì giới luật vân vân, nghĩa là lúc nào ngài cũng phải bận rộn với những cái phận sự của một vị đạo sư. Đối với vị độc giác thì ngài đã chán cái vụ đó, chán vấn đề đó rồi, cho nên ngài đi một mình thôi. Đừng thấy ngài đi một mình như vậy tưởng ngài là ngài dốt, ngài không có khả năng. Không phải, tại ngài chán, ngài không có muốn làm, ngài không muốn lập nguyện cái đó. Chứ còn cái khả năng tự giác của ngài, quý vị biết là trong thời kỳ không có giáo pháp của bậc chánh đẳng giác, mà các ngài có thể thấu triệt được tứ đế để mà đoạn trừ các loại quan phiền não không phải là chuyện đơn giản. Thì đây là điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 3. Nam Mô Bụt Thầy. Ông biết thượng tọa tự mở hãy để Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không, vị nào? Ồ, để Đức Pháp Tính có mặt trước máy tốt quá. Nãy giờ chờ các vị tiếp hơi cho tôi dùm, tôi bắt đầu tôi khan tiếng nè. Còn thượng tọa tự quyền ồ cũng có luôn, hoàn hỷ quá. Bây giờ còn 15 phút nữa xin giao lại cho hai vị thỉnh thượng tọa giáo đẳng điều hợp. Nam Mô Bụt Thầy. Xin chào Thượng tọa Tế Siêu. Thực ra hỏi Thượng tọa Tế Siêu vì có vài vấn đề cần được xác định về thôi, chứ không phải là vì thiếu giảng sư. Nhưng mà thiếu giảng sư thì đề cũng có thể thay thế được không phải sao. Bây giờ xin hỏi Thượng tọa Tế Quyền, Thượng tọa có mặt ở trước máy không? Dạ, nếu Thượng tọa Tế Quyền nghe được xin Thượng tọa hãy trả lời cho cô tiếp theo. Thượng tọa Tế Quyền, ở trong bài kinh này thì đức về chư Phật độc giác, những bậc đại sĩ đã xuất hiện và đã không còn trụ thế nữa, nhưng mà ở trong đó ngài vẫn tán thán, và qua lời dạy của ngài thì chúng ta cũng nên đảnh lễ các vị đó. Đối với nhiều người đó, cái chuyện mà thờ phượng hay lễ bái đó, mình nghĩ là khi nào mà mình thờ phượng một vị nào đó mà vị đó họ có cái gì linh thiêng hay là ban phước cho mình thì mình thờ phượng. Nhưng mà chỉ đánh lễ những bậc đại sĩ đã xuất hiện và đã ra đi rồi đó, thì điều đó có lợi gì cho chúng ta hiện tại này? Xin kính thỉnh Thượng tọa Tế Quyền. Dạ thỉnh Thượng tọa Tế Quyền đi nghỉ. Dạ. Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. Những người thôi thì chúng được nghe rõ không ạ? Dạ cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và chúng tăng, kính lễ đến Sư Phụ Thầy Siêu của Việt Nam. Thượng tọa Minh Hạnh, để Đức Phật Tính, để Đức Tự Trì, Sư Nguyên Thông cùng Sư Tăng đang hiện diện. Xin chào và biết ơn đến cùng Chư Phật Tử. Dạ thì theo em, khi Sư Phụ đang nói thì để nghe cũng là những cái điều nó góp nhặt cho tụi con cũng hay và Sư Phụ. Nhưng giờ này tình đến Sư Phụ nghỉ sớm. Dạ.
Thì kính thưa quý vị, phải nói rằng là chúng ta thường á, như chúng ta cứ nghĩ rằng đảnh lễ á, khi mà Phật không còn trụ thế thì chắc là không có phước, hay là Phật quá khứ không có phước, Đức Phật là tương lai không có phước, thì những điều đó là những người đó chưa có một niềm tin một cách chính chắn và tốt đẹp. Hay chúng ta có một tinh thần như thế này, chúng ta tin tưởng một cái vị nào đó, rồi chúng ta đảnh lễ, chúng ta xưng tụng, xưng tôn vị đó, thì chúng ta tự cho rằng vị đó sẽ tốt đẹp. Hay là theo dân gian thờ, nó thờ Phật đó, thì Phật bỏ hết rồi cho nên không có cái gì. Vậy cho nên thờ thần hay là thờ thánh thì nó có cái gì đó gọi là gần kề chúng ta. Thì kính thưa quý vị, không có một ai, chúng ta nhớ rõ, không có một cái phước nào mà lớn, mà cao tột cho bằng đó là phước của vị chánh đẳng chánh giác, phước của vị Phật chánh đẳng chánh giác. Cho nên ngay cả những đệ tử của Ngài, chúng ta mong cầu sự an lành, mong cầu sự tài lộc mà Phật gia trì gia hộ, hay là thần thánh này gia trì gia hộ, nếu chúng ta nghiêng về một niềm tin đi, mà nó không có quan sát, tức là không có đặt nặng về nhân quả hay không đặt nặng về trí tuệ, mà chúng ta chỉ biết niềm tin đi, thì chúng ta cũng phải tin cho đúng. Nếu chúng ta nhờ vả một người mà người ta giúp cho mà cái người đó ta có quyền lực như là vua chúa, như là những người mà cao cả, chúng ta cho rằng chúng ta cầu giúp những người đó thì nó tốt đẹp hơn, hay là những người là chỉ là những cái thứ, là những người đệ tử, hay là những người con, hay là những người đệ tử, những người gần kề với người đó, thì cũng vậy đó. Kính thưa quý vị, Đức Phật là cao tột, cho nên những cái điều mà chúng ta suy nghĩ không, công số người ta nghĩ rằng tại sao ta thôi cơm tuổi rồi đề bề đặt đạt rồi đặt định ra tuổi nhỏ quá cũng nên thờ Phật lớn lao, rồi thờ mẹ sanh mẹ độ, rồi mẹ Quan Âm thôi, chứ không thờ Phật tổ là cũng như là nguy hiểm, cũng như là không nên. Đó là chúng sinh ngu si, chúng sinh thiếu hiểu biết mà chúng sinh đã nói như vậy. Chứ sự thật ra chúng ta ai có tấm lòng, có niềm tin đảnh lễ Đức Phật, đảnh lễ giáo pháp, đảnh lễ chúng tăng, người ấy vô lượng công đức, dầu cho đó chính là Phật, cũng như là chư Phật toàn giác, chư Phật độc giác, chư Phật thinh văn giác, ở quá khứ, ở hiện tại, ngay cả ở tương lai, mà chúng ta gọi là tam thế Phật. Tam thế Phật là thế chí phổ hiền, coi như là tất cả những vị đó, mà đó chính là Đức Phật. Nhất tâm đảnh lễ Đức Phật trong quá khứ, giáo pháp trong quá khứ, và chư tăng trong quá khứ, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật hiện tại, giáo pháp hiện tại, và chư tăng hiện tại, nhất tâm đảnh lễ Đức Phật đương lai, giáo pháp đương lai, và chư tăng đương lai, vô lượng công đức phước lành. Hay hoặc ngay cả bây giờ Đức Phật này không còn hiện hữu trong cuộc đời này, vậy thì chúng ta không lễ. Bởi vì ai khởi lên cái thiện tâm, khởi lên một cái niệm tâm, chúng ta nhớ Đức Phật như vậy, trong tứ thánh tích đó, nơi đản sinh, nơi thành đạo, nơi chuyển pháp luân và nơi niết bàn, ai đi đến đó mà có tấm lòng tịnh tín thôi, có niềm tin tịnh tín mà đảnh lễ cúng dường lễ bái tại nơi đó, người hãy đã đặt chân một chân ở cõi trời. Cái này chúng ta phải nhớ rõ, có một niềm tin hết sức là chính xác, biết nhân quả rõ ràng và hữu duyên chúng ta được tới đó, và chúng ta có niềm tin kiên cố, phải nói là vững chắc, thì xem như chúng ta thấy bao nhiêu đó thôi. Tại sao mà chúng ta là có cái tâm mong đi hành hương nơi xứ Phật là cũng tinh thần đó. Về ở đây cho nên nói một cách gọi là căn bản và tốt đẹp, chúng ta có tâm thành, người nào có tấm lòng thành hướng tâm tới Phật, đảnh lễ Phật, người ấy cũng có một thiện tâm. Mà thiện tâm đó nhờ cái gì? Nhờ niềm tin. Mà chính là niềm tin này là những hạt giống để mà khởi sinh lên những điều tốt đẹp cho chính chúng ta làm các thiện sự trong tương lai nữa. Chúng ta nhớ rõ như vậy.
Cho nên vì vậy á, thí dụ như là có một số người chẳng hạn như bây giờ người ta à, người ta thích thờ cái vị này vị kia cũng được, nhưng chúng ta phải biết rằng Đức Phật vẫn là cao cả hơn tất cả. Đức Phật toàn giác là bậc cao cả hơn tất cả, phước báo vô lượng công đức. Khi quý vị đến mà quý vị coi như là đến mà lễ Phật, chúng ta chỉ đọc một câu vậy thôi. Thử trong kinh văn coi như là khi mà lễ nó rất là hay. Ma ya ca tăng quy nhân sa mi na nam mô di đà tăng sa mi na ca tăng quy nhân mấy ngàn đà tập bằng sa tu sa tu nam mô đà ni. Những phước lành gì ngài có được con xin nương nhờ. Những phước lành đó chính là phước vật, phước đức, phước trí. Cho nên con xin ăn mài công đức, con xin công đức đó của Phật. Mà chúng ta nhớ gọi là của vua Thua Lộc Phật, chúng tôi nói rộng một chút xíu, của vua Thua Lộc Phật nó có một ý nghĩa rất lớn. Cái duyên chúng ta mới ăn được cái lộc của Phật. Còn chúng ta không có cái, còn chúng ta có khả năng, chúng ta có công thì chúng ta hưởng ở của vua. Còn có cái chữ duyên ở đây rất là không dễ dàng ăn lộc Phật đâu. Cái lộc của Phật rất là phước vật, phước đức, phước trí. Phật không dễ dàng chúng ta nếm, chúng ta ăn được là như thế. Cho nên cái tinh thần của người miền Bắc người ta nói cũng hay lắm, quý vị, ăn mài công đức Phật hay mượn lộc Phật hay xin phước Phật, là người ta có một niềm tin một cách tuyệt đối như vậy. Mà ở trong Nam chúng ta thì người dân miền Nam thì và ngay cả miền Trung ít có cái sự suy nghĩ như vậy, nhưng phải nói rằng người dân miền Bắc người ta có những cái suy nghĩ nó rất là đặc biệt, mà chính cái đó là kế thừa và phát triển của Phật giáo xa xưa. Mà Việt Nam có là những cái nước mang tính quốc giáo là như thế. Đầu làng cuối ngõ đều có cây đa, có cây chuối, thần và chùa chiền nó là như thế. Thì kính bạch thượng tọa con có nói nó rộng hơn về vấn đề tín ngưỡng, kính ngưỡng hay là về vấn đề hiểu biết, vấn đề lễ bái cúng dường là như vậy. Cho nên nếu chúng ta đến lễ Phật dù ngày không còn trụ thế thì chúng ta được cái gì? Được cái niềm tin, và niềm tin đó chúng ta làm các thiện sự về bố thí, về trì giới, về tu tiến, cung kính phục vụ vân vân. Dạ, đây chính là lời nói của chính con. Nếu có gì cần một chút thì kính thỉnh ngài. Nam mô Phật A Di Đà. Chào thưa quý trường sư Phật Trường Quyền, bạch chư tôn đức và trường quý Phật tử. Thật ra thì cho đến nay chúng ta vẫn thiếu một tác phẩm tương đối tốt để đề cập đến chư Phật độc giác. Mặc dù ở trong kinh có rất là nhiều bài kinh ghi lại, như là kinh Tây Ngưu Mục Sừng hay là kinh Thông Viên ở đây, và nhiều bài kinh khác nói về, tức là chúng ta cũng có quyển gọi là độc giác truyện, nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy hài lòng lắm để nói về các vị này. Đức Phật ngài rất nhiều lần ngài đề cập đến những bậc ẩn sĩ, mà những vị đó hoàn toàn giác ngộ, tự mình giác ngộ và sở đắc sở dính các ngài, để lại cho chúng ta những điều rất là vi diệu, kể cả trong túc sinh truyện. Chúng tôi xin thưa rằng trong các vị Phật đó thì chư Phật độc giác được xem là bị hiểu lầm, bị chúng ta hiểu lầm nhiều nhất. Sở dĩ chúng ta hiểu lầm nhiều nhất là bởi vì chúng ta nghĩ rằng các ngài không có đại bi tâm, nhưng mà thật ra ở trong nhiều trường hợp các ngài có tâm bi mẫn, và phải nói rằng cái quả vị độc giác là quả vị rất là đặc biệt, đặc biệt ở nhiều trường hợp lắm. Hy vọng rằng có một dịp nào khác á, mà chúng ta trở lại với đề tài này, thì nếu là buổi giảng của chúng tôi thì chúng tôi sẽ trình bày về chư Phật độc giác, ở đó cho chúng ta thấy được rằng nếu mà chúng ta hiểu đó thì Phật độc giác không phải là Phật sợ chúng sanh, không phải là chư Phật mà ghét chúng sanh, mà kỳ thật là các ngài có cái khả năng tự mình giác ngộ, nhưng mà sự tuyên lưu giáo pháp không đơn giản, để xây dựng ngôi nhà giáo pháp đơn giản. Chúng tôi thưa quý vị như vậy là một cái người mà đi học mà được hướng dẫn thành tài là một lẽ khác, một người mà có khả năng để phát minh là một trường khác, và một vị mà có khả năng phát minh, có khả năng nghiên cứu
và khả năng truyền đạt nữa là chuyện khác. Nếu chúng ta không nằm ở trong cảnh giới các vị thì chúng ta rất là khó để có thể cảm nhận đầy đủ. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trưng chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng. Đại lễ quý ngài, thân chào tổng biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích. Dạ, Nam mô Bổn Sư Thích Sa Tu Lành Thầy, chúng con kính trưng từ đoàn giác đẳng đã đúc kết cho chương trình học ngày hôm nay. Con lần nhầm thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mỗi lần vi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích chúng con, dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, không mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý ớt để yểm trợ cho các phần hành trình mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm mẫu của Đức Từ Phật Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Mô Bích Tha Dạ. Thank you.
pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong viên thành, nguyện đem tâm thanh tịnh sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành room Phật pháp Bồ Đắc Tham Ma xin phép được đóng room trong vài giây tới. Kính tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ tương lai. Namo Buddhaya.